Mến chào quý khách hàng, hôm nay Hiếu khai trương chi nhánh của BK Địa Thổ Linh ở quận 2 ở địa chỉ 4143 Vũ Tòng Khoan, với các dịch vụ chủ yếu là địa thổ linh và lắp đặt phụ kiện và độ limousine. Thì quý khách hàng nào ở khu vực quận 2 hoặc thành phố Thủ Đức thì nhớ ghé đây để ủng hộ trung tâm BK Địa Thổ Linh của Hiếu nha.